chú mà bà con ông bác đang xem đó là động tác thăm đường. Xưa kia người Sán Chay thường sinh sống ở vùng núi cao, sống bằng nghề nông nghiệp mà chủ yếu là lúa nương. Đây là động tác đi tìm xem khu nào có đất màu mỡ thì làm nương ở chỗ đó. Lỗ tre hạt, người Sán Chay họ vẫn khéo, họ dùng tre nứa hoặc cây sang để đan những chiếc cọc liệm được thắp. Sau khi tre hạt xong, lúa nương lên tốt thì đồng bào đi làm cỏ dùng có quạt, đó là tiếng Sán Chí, còn tiếng Cao Lan gọi là mộc quạt để làm lúa nương.
như dụng cụ cắt. Những bông lúa nương, dụng cụ này tiếng San Chí gọi là vu măng, tiếng Cao Lan gọi là mắc thóc. Khi cắt được nhiều lúa rồi thì đồng bào vác thóc lên vai mang về nhà. Đồng bào cùng nhau nhảy múa những điệu múa của dân tộc mình và cầu khẩn cho thần linh che chở cho những vụ mùa tiếp theo. Câu lạc bộ.